Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, huyện Kim Động long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên lựa chọn tổ chức đại hội điểm nhằm rút kinh nghiệm, tổ chức thành công các đại hội đảng bộ cấp huyện trong toàn tỉnh. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Đỗ Tiến Sĩ, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cùng dự có Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an. Các đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trần Quốc Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các ban Trung ương Đảng, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bí thư các huyện, thị ủy, thành ủy và 215 đại biểu tiêu biểu đại diện cho gần 6.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu huyện Kim Động lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Bí thư Huyện ủy Kim Động nhấn mạnh. Đảng bộ huyện Kim Động được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp huyện. Đây là sự kiện chính trị quan trọng có ý nghĩa lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kim Động. Tư tưởng, chỉ đạo và chủ đề của đại hội là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ, sáng tạo và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tập trung khai thác tiềm năng lợi thế và huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị xã hội, xây dựng huyện Kim Động phát triển nhanh bền vững. Với trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong huyện, đại hội của chúng ta phải thực sự là đại hội dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, trí tuệ, phát triển. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân huyện Kim Động đã hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22 đề ra. Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, trong đó tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân ước đạt 9,51%. Toàn huyện hiện có 8 cụm công nghiệp, trong nhiệm kỳ đã quy hoạch bổ sung thêm 5 cụm công nghiệp với tổng diện tích trên 300 ha, thu hút được 51 dự án đầu tư với tổng số vốn trên 8.000 tỷ đồng, chuyển đổi được 1.700 ha từ trồng lúa sang cây trồng khác, đưa diện tích cây ăn quả tăng 170% so với năm 2015, góp phần tích tụ ruộng đất và hình thành các vùng chuyên canh cây ăn quả, cây dược liệu cho thu nhập cao gấp từ 10 đến 16 lần trồng lúa. Giá trị thu trên 1 hectare đất canh tác ước đạt trên 200 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 55 triệu đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng 2,5 lần so với nhiệm kỳ trước. Huyện đã hoàn thành 9 trên 9 tiêu chí nông thôn mới. Sự nghiệp văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Y tế tiếp tục được quan tâm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Việc thực hiện các chế độ chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,8%, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có sự chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể ngày càng được nâng lên. Với chủ đề tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ sáng tạo và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tập trung khai thác tiềm năng lợi thế và huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị xã hội, xây dựng huyện Kim Động phát triển nhanh, bền vững. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện phấn đấu thực hiện hoàn thành 15 mục tiêu chủ yếu, 2 đột phá và 6 chương trình trọng tâm. Phấn đấu đến năm 2030, Kim Động phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, trở thành trung tâm thương mại dịch vụ lớn về nông sản của miền Bắc, đi đầu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển du lịch, là khu vực phát triển năng động, hài hòa và bền vững, động lực chính trong phát triển vùng của tỉnh Hưng Yên. Trong công tác xây dựng đảng, Đảng bộ huyện Kim Động tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng đạo đức, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng công tác cán bộ đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát của đảng, xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ huyện Kim Động đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời yêu cầu đại hội tập trung thảo luận để đề ra những giải pháp khắc phục những hạn chế còn tồn tại, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gợi mở để phấn đấu đưa huyện Kim Động sớm trở thành huyện công nghiệp, huyện cần phải xác định đúng những khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp cụ thể mang tính khoa học và thực tiễn cao, tập trung đẩy mạnh phát triển toàn diện kinh tế xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng, chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao, phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội. Về thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh. Đảng bộ huyện phải tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ huyện và các tổ chức cơ sở Đảng của mỗi cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan đơn vị và cơ sở, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết gắn với thường xuyên kiểm tra, giám sát và việc thực hiện nghị quyết. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị, chú trọng công tác dân vận chính quyền, công tác hòa giải ở cơ sở để góp phần tạo sự đồng thuận của người dân trong chấp hành, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát huy chủ động sáng tạo của mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và hội quần chúng. Qua đó, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Về bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 23, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của đại hội và của từng đồng chí đại biểu đại hội. Nêu cao ý thức, trách nhiệm trước Đảng và trên hết là vì sự phát triển của Kim Động, từ đó sáng suốt lựa chọn để bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các đồng chí đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong giai đoạn mới, bầu một lần đủ về số lượng, đảm bảo về cơ cấu, tỷ lệ và chất lượng cán bộ, có tính kế thừa để lãnh đạo đảng bộ và nhân dân trong huyện thực hiện tốt các mục tiêu đại hội đề ra. Đồng thời, bầu đoàn đại biểu đảng bộ huyện dự đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh gồm các đồng chí đại diện cho trí tuệ và ý chí của toàn đảng bộ, góp phần vào thành công của đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Ngay sau đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ khóa 23 họp để bầu Ban thường vụ, Bí thư, các phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra và chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy, đồng thời sớm xây dựng quy chế làm việc, chương trình hành động, ban hành các nghị quyết chương trình, đề án cụ thể hóa ngay nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, năm đầu trong kế hoạch phát triển 2020-2025. Buổi chiều, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện Kim Động khóa 23, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 37 đồng chí với số phiếu tập trung cao. Lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Bí thư huyện ủy khóa 22, nhiệm kỳ 2015-2020. Qua 2 ngày làm việc cho thấy, một trong những điểm nhấn quan trọng tại Đại hội huyện Kim Động nhiệm kỳ này là phát huy tinh thần dân chủ và đoàn kết trong toàn đảng bộ, tích cực đóng góp thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp đặt ra. Theo chương trình, sáng mai, ngày 16 tháng 6, Đại hội Đảng bộ huyện Kim Động lần thứ 23 tiếp tục làm việc với các nội dung, báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ 13 của Đảng, báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban chấp hành khóa 23, ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 23, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, thông qua nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 23 và bế mạc. Những thông tin chi tiết về đại hội chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.